R550 cu ta anh em nhé, có cu ta nhé, bao nhiêu 100% cho anh em khác. Ta R550 nó là 5,5-6 người anh em ha. Máy đời không có thùng dầu anh em nhé, anh em nào muốn gắn thùng dầu thì em gắn ha. Con này anh em là chốt mình để giá là 5,5 triệu bao ship ha. Ta ha, 5,5 triệu bao ship ha. R550 nước còn ok anh em ha.